vâng một lần nữa để những giai điệu thật sự thân thương. Tỷ số đội quân mình là 2-2. Trận thi đấu cởi mở của cả hai đội bóng. Vâng, như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Văn Tinh. Rất bất ngờ. Không được. Đỉnh gầy.
Văn Tên, không đây là Phạm Đức. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ FC Quảng Lạc. Và cầu thủ Quảng Lạc cũng chưa có thể rời. Phạm Đức sẽ là người rời sân. Let's go.